Lê Vũ Nhân, bảy số 5 Lý Thanh Tân, bảy số 6 Nguyễn Minh Hiếu, bảy số 7 Nguyễn Quang Vinh Hưng Trung A, bảy số 8 Đỗ Quang Linh Hưng Trung A. Chúng ta có chỉ qua sát hành động của người phía trước ha. An tâm là hình chuẩn bị bắn mọi người. Thẳng mục tiêu ha. Phát cờ là bắn. Phát cờ là bắn. Viên đầu tiên giật mình nè. Đầu tiên cái chừng cái gớt đi hội á. Sử đạn. Đúng. Quá lại an toàn nữa. Bắn ngày sao? Nhiều khi nó xuyên thì sao? Ngắm ở dưới không mà. Em ngắm dưới mục tiêu dưới mép ừ. Mép ngay giữa. Ừ. Quan trọng là ngắm chuẩn không? Bắn xiên rồi, bắn xiên. Số 2 cũng hết rồi nè. Số 1 luôn. Rồi giờ đọc báo điểm. Nhưng nó xong hết kìa mấy. Đó, tháo đạn ra đứng lên. Tháo đạn xong đứng lên mới báo điểm được. Nè nó mấy ông nó ra nè. Đó. 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 Tới kìa. Đó 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 ra tới kìa. Má tầm này chắc đủ công hơi nhiều quá. Lần nào đi bắn cho thấy thôi. Hồi hộp không? Bình thường nè. Bình thường hả? Đó bình thường. Lấy 30 điểm không? Anh xui. Số 1 nhiêu ạ? Dở. Làm tao lên bám. Qua dưới nè. Con thằng đi theo dáng à. Chứ nó đi theo hỏi báo nè hồi kia em kêu cái bia nào không? Sao không có đẹp. Sao 21 qua nè. Vô. Đi xuống chơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Muốn trao đi xuống chơi. Cái gì? Không hả? Cái gì vậy?
tám cũng bén rồi đó. Hợp quá mẹ ơi. Ở số 5 xong điểm. Ở số 21 điểm. Ở số 7 27 điểm. Ở số 8 16 điểm. 7 điểm. 8 điểm. 8 điểm. 8 điểm. 8 điểm. 8 điểm. 7 điểm hiểu rồi. 2 điểm. 2 điểm. Nghe chút của em rồi nào. Bắn đi ngồi đi. Chết ngồi. Vậy. Bữa 2, bữa 3, bữa 5, bữa 6, bữa 8. Trăm điểm luôn. Chạy. Qua sát phía sau là chạy ở đây nè. Ừ kìa, kìa thử số. Tay phải quay qua bên kia bên trái bên đây bên phải nha mọi người. Rồi đội tụi này dòm lên. Tới nè. Đây. Có duyên đầu tiên giật mình chứ giờ hết giật mình rồi. Dẫn lên rồi. Em để số 8 vậy. Để số 6 Phan Văn Khương, để số 7 Quỳnh Đồng Tân, để số 8 Nguyễn Minh Trường. Em máy rồi. Dung lắm rồi, mua bia uống. Sao? Bán chung bi sao biết điểm? À? Bán chung bi thì sao tốt điểm? Thì chọn 3 điểm cao nhất. Bán bài mọi người nha. Ai bắn giỏi là được lên trao huy chương. Trao quà. Có phí nha. Yêu cầu quay là có phí á. Mới